Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì Samsung Galaxy A51 là cái chiếc điện thoại bán chạy nhất của Samsung trong năm 2020 này. Đấy, và cái chiếc điện thoại này thì cái thời điểm đầu khi mà nó mới ra mắt, mức giá niêm yết của nó khá là cao, nó rơi vào khoảng 7.990.000 đồng. Và chắc chắn rồi, với mức giá đó thì mình sẽ không bao giờ mua sản phẩm này. Đấy, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, đối với những sản phẩm Samsung ấy thì thường là nó sẽ được rất là nhiều quà khi bạn mua hàng. Đấy, thì sau khi giá của Samsung Galaxy A51 nó ổn định thì nó về loanh quanh tầm khoảng trên dưới 7 triệu, xong sau này thì nó giảm xuống còn trên dưới 6.5 triệu. Còn bây giờ khi các bạn mua hàng tại Di động Thông minh cho phiên bản hàng mới tinh, nguyên siêu, đủ bảo hành sẽ là 6.090.000 đồng. Nó chỉ đắt hơn đúng 100.000 đồng so với cả cái hàng nguyên siêu trôi bảo hành thôi. Thì nếu mà là cá nhân mình thì chắc chắn 100% mình sẽ mua cái hàng nguyên siêu đủ bảo hành. Vẫn chưa hết, nếu các bạn gọi điện đến Di động Thông minh, các bạn nói là mua hàng qua kênh Dương Dê, hoặc là các bạn nhập cái mã DDTM Dương Dê, nói chung mã như nào thì mình đã ghi ở phần bình luận với cả phần mô tả video này nhé, cộng thêm với việc thanh toán qua VNPay nữa, thì các bạn sẽ được giảm thêm 150.000 đồng. Nghĩa là giá cuối cùng cho cái sổ này hình như là nó sẽ còn khoảng 5.940.000 đồng. Đó, thì đó là một mức giá tốt nhất có thể mà các bạn có thể mua Samsung Galaxy A51 rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích xem là mức giá như thế này thì liệu Samsung Galaxy A51 nó có điểm gì mà tại sao nhiều người vẫn mua nó như thế. Bởi vì cá nhân mình thấy là mặc dù với mức giá như thế này nhưng nó sẽ gặp phải rất nhiều những đối thủ sừng sỏ trong cái tầm giá này. Mình sẽ lấy ra một số những đối thủ như sau. Thứ nhất đó là Redmi Note 9 Pro, và thứ hai đó là Redmi 6. Nếu chúng ta so sánh Galaxy A51 với cả Redmi 6 và Redmi Note 9 Pro thì mình thấy là như này nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì nó không có thiết kế đẹp như là Redmi Note 9 Pro. Màn hình thì nó không có tần số quét như là màn hình của Redmi 6. Nó không có tần số quét là 90Hz như là màn hình của Redmi 6. Đấy, chẳng qua là màn hình của nó thì là tấm nền AMOLED, thì là tấm nền đắt tiền hơn thôi. Đấy. Hiệu năng thì nó đều thua kém cả hai sản phẩm của Realme với cả Xiaomi. Chip Exynos 9611 mình đánh giá là không tốt bằng con chip Snapdragon 720G của Redmi Note 9 Pro, và càng không thể tốt bằng con chip Helio G90T của Realme 6 được. Cái điểm nổi bật của Galaxy A51 đó là nó có RAM với ROM khá thoải mái, đó là RAM 6, bộ nhớ trong 128. Tuy nhiên, ở trong cái tầm giá trên dưới 6 triệu này, chúng ta vẫn có thể lựa chọn được Redmi Note 9 Pro phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128. Đấy, còn thậm chí là nếu chúng ta lựa chọn Redmi 6, chúng ta sẽ được phiên bản RAM 8 cơ, bộ nhớ trong 128. Đấy, vậy đây cũng không phải là lợi thế của Galaxy A51. Camera thì cả ba sản phẩm này đều có camera mình đánh giá là ổn ở trong tầm giá. Chúng ta cũng rất khó thể nói là camera sản phẩm nào hơn tuyệt đối cả. Nhưng về pin thì Galaxy A51 là sản phẩm có pin yếu nhất ở trong số này. Đấy, pin 4000 mAh của nó thì không trâu bằng viên pin 5000 mAh của Redmi Note 9 Pro, cũng không trâu bằng viên pin 4300 mAh của Redmi 6, và lại càng không có cái sạc siêu nhanh 30W giống như là Redmi 6. Đấy. Vậy thì cái điểm gì khiến cho người ta vẫn mua Galaxy A51? Bởi vì rất đơn giản thôi, yếu tố này rất quan trọng nhé. Đấy là yếu tố thương hiệu. Galaxy A51 là một sản phẩm của Samsung, và chắc chắn rồi, nó sẽ được ưu ái hơn rất nhiều so với cả Xiaomi, Realme, những sản phẩm của tàu. Nếu mà mình về quê mình ý, mình hay để ý là ví dụ như với bố mẹ mình này, cô dì chú bác mình này, họ hay đến những cái cửa hàng ở quê để mà mua điện thoại, thì phần lớn người ta sẽ mua Samsung. Và gần như không bao giờ nhé, gần như thôi, chứ mình không đánh đồng tất cả, gần như không bao giờ để ý đến điện thoại tàu luôn. Đấy, vậy là mình nghĩ là ít nhất 1/3 cái tệp khách hàng là đối tượng trung tuổi là họ đã không để ý đến cái dòng sản phẩm này rồi. Còn nếu mà đối với những đối tượng người trẻ tuổi hơn ấy thì người ta rất thoải mái về việc lựa chọn mua. Thì ví dụ các bạn đang theo dõi video này của mình, các bạn là những khán giả xem YouTube đúng không? Nhưng mà những khán giả xem YouTube đó, các bạn có thể lựa chọn Redmi Note 9 Pro hoặc là lựa chọn Redmi 6. Nhưng mà về cơ bản là cái độ phổ biến của kênh YouTube ở Việt Nam bây giờ nó vẫn chưa phổ biến bằng những cái hình thức quảng cáo mà các hãng họ truyền thông, ví dụ như trên TV, suốt ngày lên TV này, các thứ này. Đấy thì về Galaxy A51 nó được truyền thông mạnh mẽ hơn. Đấy, đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thương hiệu là yếu tố đầu tiên thì mình cũng đã nói rồi. Thế tại sao người ta vẫn mua Oppo? Vì đơn giản là Oppo truyền thông nhiều, Oppo lại hướng tới đối tượng là khách hàng trẻ. Còn Redmi Note 9 Pro và Redmi 6 thì truyền thông ít. Vậy thì trong tương lai liệu có sản phẩm nào có thể lật đổ được cái ngôi vương của Galaxy A51 hay không? Thì đầu tiên là mình nghĩ là Samsung sẽ có sản phẩm mới để thay thế cho Galaxy A51, không biết sẽ là Samsung gì thôi. Còn nếu mà Samsung chưa có thì sẽ không có sản phẩm nữa. Sản phẩm này sẽ đến từ Việt Nam, mình nghĩ là như thế.
có thể là bộ ba sản phẩm Vsmart Aris, Aris Pro hay là Aris 5G. Đấy, mình nghĩ là có thể như thế, bởi vì là khi mà có những sản phẩm như thế thì chúng ta sẽ được cái là truyền thông của Vin thì rất là mạnh, và thêm nữa đó là sản phẩm của Việt Nam nó sẽ được ưu ái hơn. Đó, thì mình nghĩ là có lẽ chăng là để đánh vào cái phân khúc tầm trung này của Galaxy S21 thì chắc là chỉ có mỗi Vsmart là có thể thoải mái ở thị trường chính hãng Việt Nam nhé. Bây giờ ấy, ở phân khúc tầm trung bây giờ thì cạnh tranh lớn nhất đó là Oppo và Samsung. Vsmart thì chưa có sản phẩm tầm trung nào cả. Đấy, chẳng qua là ngày xưa con Vsmart Lite đời đầu ấy là định hình ở phân khúc tầm trung, ngay sau đó phải giảm giá xuống một nửa thì mới bán được, chứ nếu mà để giá đó thì không bán được. Còn phân khúc giá rẻ bây giờ thì vẫn là sự cạnh tranh của ba hãng, đó là Realme, Xiaomi và Vsmart. Hy vọng là trong thời gian sắp tới ở cái phân khúc tầm trung, Samsung Galaxy A51 sẽ có đối trọng lớn là Vsmart của chúng ta. Các bạn có kỳ vọng như thế không ạ? Hãy comment cho mình biết nhé. Và qua cái video này thì mình cũng sẽ cho bạn biết một nghịch lý, đó là không phải cứ điện thoại nào cấu hình cao là sẽ bán chạy. Đấy, cấu hình cao đúng rồi, chúng ta thích, nhưng mà không phải là cứ cấu hình cao là bán chạy đâu. Điển hình là Galaxy A51, nó là một sản phẩm rất bình thường nhưng đồng đều về nhiều yếu tố, và đặc biệt nữa là thương hiệu tốt, được làm truyền thông ngon thì con này sẽ bán chạy thôi. Các bạn cảm thấy sao với mức giá là khoảng 5.940.000 đồng đang được bán tại Di động Thông Minh bây giờ? Hãy để lại comment cho mình biết. Nhớ là mua các kênh Dương Dê và thêm mã VNPay nữa thì mới được giảm thêm 150.000 nhá. Rồi, ok, bye bye.